Xin chào các bạn nha. Hôm nay á mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in nhiệt T80W này với cái phần mềm tính tiền TV để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì cái máy in nhiệt T80W này là cái máy in nhiệt USB LAN các bạn. LAN có nghĩa là các bạn phải kéo dây mạng nè từ cái modem tới cái máy in nha các bạn. Thì bên mình cũng có cái dòng wifi là máy in nó sẽ kết nối với wifi và các bạn không cần phải gắm dây LAN này nữa nha. Đó thì cái giá thành nó sẽ mắc hơn cái máy này nha các bạn. Thì những bạn nào muốn mua máy này á thì các bạn xuống dưới phần miêu tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để các bạn mua hàng nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái phần mềm tính tiền TV. Thì cái phần mềm tính tiền TV là cái phần mềm miễn phí nha các bạn, để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha các bạn. Khi mà các bạn in hóa đơn bán hàng thì ra giống vậy. Thì hồi nãy mình chỉnh cái khổ giấy 57 nó ra nhỏ, nên các bạn lát mình in cái khổ 80 thì nó ra to hơn. Đó, thì trên cái phần mềm này là phần mềm miễn phí. Ở đây á các bạn có thể là thêm cái bảng giá nè, các bạn vào bảng giá nè. Đó, các bạn thêm những cái sản phẩm của bên mình á, bên mình bán cái gì á thì các bạn thêm cái đó. Thì cái phần mềm này phù hợp cho những cái ngành hàng như là quán cà phê nè, quán nhậu nè, quán ăn nè. Tại vì ở đây nó có bảng giá và bàn phòng nè các bạn. Đó, bàn nè, các bạn thiết lập bàn phù hợp với cái quán của mình. Còn những bạn nào mà làm về bán quần áo hay dịch vụ bar đồ á thì các bạn có thể thêm vào là ví dụ dịch vụ bar thì các bạn để là dịch vụ đi. Rồi những bạn nào mà làm về quần áo thì các bạn để đại cũng được nữa các bạn. Các bạn để là đồ gì đó, đồ ngủ hay đồ gì đó các bạn. Cái bàn phòng này nó không quan trọng nha các bạn. Rồi quan trọng là cái bảng giá nè. Các bạn thêm cái dịch vụ của mình vào nha. Ví dụ nối mi nè, 500.000. Rồi mình ví dụ là rồi các bạn thêm cái bảng giá với sản phẩm mình vào nè, bàn phòng nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình cài đặt cái máy in này nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách cái sử dụng cái máy in này và cái cách đặt IP cho cái máy in này luôn nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này và hướng dẫn các bạn cài đặt cái máy in này kết nối với cái mạng wifi nhà của các bạn để các bạn có thể in qua điện thoại nha. Thì đây là một cái máy in nhiệt các bạn, cái máy X-Printer 80W ở bên mình. Thì máy in này là máy in mạng nha các bạn. Bên mình có rất là nhiều loại máy in. Đây là cái dòng máy in cần phải gắm dây mạng nha các bạn. Đây, đằng sau nè các bạn. Đây, các bạn gắm dây mạng ở đây ha. Đây là một cái sợi dây mạng nè. Có nghĩa là máy in mạng này á, là máy in LAN. Các bạn phải gắm cái dây mạng vào nè. Còn cái đầu còn lại các bạn phải kéo dây từ cái modem wifi các bạn tới cái máy in này. Đó, còn này là cái cổng kết nối USB máy tính. Cổng này cổng nguồn, cổng này cũng kết nối két nha các bạn. Đó, thì ở bên mình có rất là nhiều loại. Có một loại nữa là một cái loại wifi nha các bạn. Thì cái loại wifi là nó sẽ máy in nó sẽ kết nối với cái wifi ở nhà của các bạn, cũng như là cái điện thoại của các bạn kết nối với wifi vậy đó. Thì cái máy đó nó sẽ bắt tiền hơn cái máy này. Tại vì cái máy đó là kết nối wifi không dây luôn, còn cái máy này là phải gắm dây, nên nó cao cấp hơn, nó phải mắc hơn. Đó, thì máy kia, máy wifi thì các bạn chỉ cần gắm điện thôi. Còn cái máy này á, thì các bạn vừa cần phải vừa gắm điện nè, vừa gắm dây mạng LAN nữa. Đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình cái máy này ha, cho phần mềm kết việc. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở khay giấy và lắp giấy nha. Thì ở bên hông nè, nó có cái cần gạt nè, các bạn gạt xuống và mở cái khay giấy ra. Thì bây giờ các bạn sẽ để giấy vào nè, theo cái chiều này ha. Rồi các bạn đóng lại, các bạn để giấy lồi ra một khúc ha. Rồi bây giờ nè, ở đằng sau nó có cái cổng gắm dây nguồn nè các bạn. Các bạn lấy cục sạc, các bạn gắm điện vào và các bạn gắm vào nha. Thì cái máy này các bạn muốn cài được cái IP cố định cho nó thì các bạn cần phải có một cái máy tính nha. Thì những bạn nào mà không có máy tính á, thì khi mà mua máy ở bên mình á, bên mình sẽ hỗ trợ cài đặt sẵn cho các bạn luôn. Các bạn về các bạn chỉ cần gắm điện và gắm dây mạng vào là các bạn sử dụng thôi nha.
Nhưng mà các bạn phải cung cấp cho mình cái thông tin IP mạng ở bên các bạn á, để mình biết được cái lớp mạng bên bạn bao nhiêu, để mình có thể cấu hình cho cái máy in được nha. Không biết cái đó là không có cấu hình được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái cách để các bạn xem, hoặc là các bạn có thể chụp cho bên mình nha. Rồi trên điện thoại đó các bạn vào cái chỗ wifi á, rồi các bạn vào cái chữ y nè. Trên điện thoại iPhone nha các bạn, còn điện thoại Android á thì các bạn có thể bấm vào trong cái tên wifi đó cũng được. Đây các bạn chụp cho mình thấy được là 192.168.1.212 nè, cái dãy IP nè, cái khúc, nói chung là cái ba dòng này là các bạn, địa chỉ IP, mặt nạ con và định tuyến nè. Đó các bạn chụp cho mình thấy được ba cái này thì mình mới cài đặt được cho các bạn nha. Thì trên điện thoại Android nó cũng tương tự như vậy nha các bạn chụp cho mình rồi mình mới cài đặt cho các bạn được. Thì cài đặt xong thì các bạn về, các bạn chỉ cần phải gắm dây điện rồi gắm mạng vào, các bạn kết nối với phần mềm Kết Việt để các bạn in thôi nha. Ok, bây giờ sau khi gắm điện vào rồi á, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in test cái tờ giấy in test ra để các bạn biết được cái máy này nó có hoạt động tốt hay không nha. Một tay á, các bạn ấn giữ cái nút này nha. Một tay các bạn bật cái công tắc ở đằng sau nè, đằng sau nó có công tắc nguồn đó các bạn chờ cái nút đỏ nè, đó cái nút đỏ nó chớp một cái là các bạn buông ra nha, đó nó ra cái tờ giấy anh test nè, một xíu nữa nó sẽ hiện cái địa chỉ IP cài đặt ở đây nè, các bạn chờ xíu mình sẽ cài đặt cho các bạn xem nha. Đây các bạn sử dụng một cái cọng dây cáp USB nè, nó đi kèm theo máy á các bạn, cái đầu tròn nè các bạn gắm vào trong cái máy in nè, còn cái đầu dẹp còn lại các bạn cắm vào máy tính nha. Đây các bạn, đầu còn lại nè các bạn cắm vào trong máy tính nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái máy tính để mình cài đặt cho các bạn xem nha, sau đó mình sẽ test ở trên điện thoại mình in thử cho các bạn xem nha. Ok các bạn, thì đây là cái phần mềm dùng để cài IP cho cái máy in T80W này ha. Thì những bạn nào mà muốn tự cài thì khi mà mua máy xong á, nói bên mình sẽ gửi cái phần mềm này qua để các bạn cài nha, kèm theo cái video hướng dẫn. Rồi ok, các bạn vào trong cái chỗ Advanced nè, vào Set Net nè các bạn. Rồi ở đây nè các bạn sẽ sửa lại cái địa chỉ IP nha. Đó, cũng như cái chỗ hồi nãy á, mình chỉ các bạn á, đây, trong cái chỗ Wi-Fi đó các bạn. Đây nè, cái chỗ này nè. Nếu như mà các bạn thường á, cái địa chỉ IP nó sẽ là 192.168.1 là ba cái này các bạn giữ nguyên nè, ba cái dấu chấm đầu á, một ô hai ô ba ô đầu á các bạn sẽ giữ nguyên, còn cái ô thứ ba các bạn sẽ thay đổi, các bạn không được ghi trùng với cái IP đây nha, các bạn ghi trùng ở đây á là sẽ trùng với cái điện thoại của các bạn. Thường á là bên mình nó sẽ để 245 thôi, 245, từ 245 cho đến 250. Đó, còn hai cái này là ghi trang nè, mặt nạ con với cái bộ định tuyến ở dưới là ghi trang nha các bạn, chỉ sửa chỗ này thôi, chấm một nè, chấm một giữ, còn cái đuôi cuối cùng là sẽ sửa lại nha các bạn. Rồi thường là bên mình sẽ để cái IP là 192.168.1.245 nè, tùy theo cái lớp mạng của các bạn nha. Rồi ở dưới này á thì các bạn không cần quan tâm nha, cái này là cái thiết lập cho cái máy in wifi nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bấm Set Above Content này là thiết lập những cái thông tin bên trên cho cái máy in. Đó, các bạn chờ xíu, cái máy nó đang cấu hình nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in ra cái tờ giấy in test như nãy á, để xem được cái địa chỉ IP và mình vừa cài đặt là .1.245 nè, nó có ra đúng không nha. Như cái tờ hồi nãy á, là cái địa chỉ IP của nó là .1.179 nè các bạn. Đây nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tắt cái máy đi ha. Tắt đi nè, tay bấm giữ nè, mở lên nè, đèn đỏ chớp nè, buông ra. Cái máy này đã tự tự gắt giấy luôn nha các bạn. Nè, các bạn thấy không? 245 nè. Chưa nha các bạn, tại vì á mình chưa có gắm dây mạng cho cái máy in này nè. Ok, các bạn chờ xíu mình sẽ gắm dây mạng vào nha. Mình gắm dây mạng vào mình sẽ in test thử cho các bạn xem luôn. Đây các bạn ha, thì đây cọng dây mạng của mình đã kết nối với cái modem wifi nè. Bây giờ mình sẽ gắm dây mạng vào cho các bạn xem nè. Khi mà các bạn gắm vào á, cái đèn, hai cái đèn, một cái đèn sáng, một cái đèn chớp nè. Đó các bạn thấy không?
Một cái đèn cam nó sẽ chớp nè. Rồi ok. Rồi sau khi mà cài đặt cái IP cho cái máy in này rồi á, thì bây giờ mình sẽ lấy cái địa chỉ IP để mình nhập vào trong cái app tính tiền TV để mình in cái hóa đơn nha các bạn. Thì cái máy in là gắm dây LAN nha các bạn, gắm dây mạng nè. Còn cái điện thoại á, thì các bạn kết nối vào cái wifi là các bạn in được nha. Rồi hồi nãy á, các bạn đã cài đặt bảng giá nè, bàn phòng rồi, bây giờ các bạn vào cài đặt nè. Rồi các bạn thiết lập vào tên quán, địa chỉ, số điện thoại, lời cảm ơn nè. Rồi ở đây các bạn chọn khổ giấy là 80 nè. Đây chỉnh độ đậm nè các bạn. Rồi các bạn vào máy in mạng nè. Rồi các bạn thêm nè 192.168.1.2. Cái địa chỉ hồi nãy á, các bạn để mình in cho các bạn xem nè. Địa chỉ IP thì bao nhiêu á, thì các bạn in, các bạn nhập vào cái phần mềm cái IP đó nha. Đây các bạn, hồi nãy mình nhập cái địa chỉ IP là 192.168.1.245 nè. Bây giờ mình sẽ nhập cái địa chỉ IP đó vào 192.168.1.245 nè. Ok. Rồi, mình lưu lại nè. Bây giờ mình ra mình bấm tính tiền nè các bạn. Nè các bạn thấy không, nãy mình có thêm những cái dịch vụ nè. Đồ ngủ, đồ cô tông nè. Mình vào dịch vụ nè, ví dụ là hồi nãy mình có thêm là nói mi nè các bạn. Đó, nãy mình có thêm nói mi nè. Đó, thì nó sẽ ra nói mi chỗ này ha. Ok, mình in thử nè. Đây các bạn ha. Thì cái hóa đơn tính tiền nó ra như thế này. Tên quán, địa chỉ, số điện thoại nè. Đó, nói mi nè các bạn. Và lời cảm ơn nè, tổng số tiền ở đây nè ha. Ok, thì những bạn nào mà muốn mua máy in này á, thì các bạn xuống dưới phần miêu tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.